Đây là một quả điều hòa gì nhỉ anh Phương ơi? Điều hòa này là R410A, toàn Nhật thôi, nội địa. Toàn Nhật đấy em. Ôi dồi ôi, đẳng cấp không? 0,6 kW, 0,8 kg ga, 0,85 kg ga. Thiếu một tí nào cân nữa. Trong hôm qua em đưa cho anh để anh đi tháo đi. Em không cầm, em đang lấy bút chì để em đánh dấu rồi. 28 cân. Điện 100V. Hả? Thì đọc xem là tình hình như nào. Tí nữa nó ra ngoài đây nó tối thì nhìn được đấy mà bơm ga đấy. Lúc này cáu gốc ấy. Tối thì người ta phải xem đây còn không có áp dòng, không biết là tí nó cạo. Bây giờ 6 giờ tối rồi. Pin này tối quá, đèn pin này không sáng. Kéo hẳn cái bóng điện 150W đây. Má này nó kiểu này. Con này là hãng gì chứ có phải Daikin đâu. Phải Daikin đâu nhỉ? Cái con này Daikin mà. Con này Daikin đây. Daikin Aria. Aria. Con này mang ra kia vệ sinh xong hãy nắp nhá. Mà không thế. Chơi đi. Vệ sinh ở đâu? Vệ sinh ở đâu? Vệ sinh ở đây nhá. Đây vệ sinh đây phụt ra vườn này này. Hả? Vòi nước ở đây. Vòi nước ở sau này. Hả? Xịt ở đây xong đi. Tối. Tối năm không làm được. Đã làm buổi tối thì bây giờ chỗ mỗi cái chỗ này có cái bóng 80W này nó phải sáng này thì chơi đây thôi chứ. Đây cầm dây nước đây rồi. Các thứ đây rồi. À để em lên em đánh dấu cho cái mã xong rồi tí nữa là vệ sinh xong. Tí nữa em vệ sinh thì anh bắt mã là vừa. Ừ, để đánh dấu đã. Đánh dấu cái mã này xong rồi. Cái bộ tành tạch với cái bộ tạch ở đâu nhỉ? Tành tạch kia hôm qua em đưa cho anh. Tạch 13 ấy, đây có rồi. Hả? Tạch 13 ấy. Không có 13, chỉ có 17 thôi. 13 làm gì? Lên xiết cái ốc này. Xiết ốc anh lắp vào khoan bắt chi. Mẹ kinh bố mẹ. Ừ, lắp vào khoan đổi sang mua. Mẹ rung lên ấy, bắt đổi, rung. Đổi khoan và nó có chế độ khoan không rung mà. Đây này. Đây đâu rồi, khoan đâu rồi? Khoan đây chuyển thẳng đi. Chuyển sang anh không biết chuyển à? Đây là chuyển sang đây mà. Nó không rung đâu. Rung nó văng ấy, nó văng rồi mình không giữ được cái thang nó rơi. À nên bắt thang yếu à? Kém à? Thế thì tí em bắt cho. Bây giờ tối rồi còn đi tìm 13 đâu không có. Đâu 13? Em không mang. Tí em làm cho. Cái đơn giản tay em khỏe em bắt được hết. Châu chó nào cũng chơi được hết. Không có cái điều gì khó với em à? Gì chứ mà em. Đây, vòi đây. Hả? Đây cũng có vòi nước này. Đâu? Vòi dây dài đấy. Không, vòi đấy. Chơi cái này để nó còn áp lực. Cái này rửa đi à? Rửa, vệ sinh. Này nó còn giống kiểu đâu. Giống kiểu đâu. Thế không đi xuống cho mẹ, mẹ đẻ không đi xuống cho mẹ thì không tâm, không chăm sóc mẹ thì sau này ai chăm sóc? Con cái lớn thì đi chăm sóc mẹ. Ok. Đấy. Chưa đi.
Thôi xong. Thế thôi. Nhanh chóng. Cho cái vỏ hiện dễ xuống. Đi rồi. Đi rồi. Cuộc sống này. Đấy. Cuộc sống này làm ngày làm đêm. Làm thêm một chủ nhật. Ôi ôi, bỏ cái con đấy đi. Con đấy không đưa khoan được vào đâu. Hai con rồi. Thôi bên kia bắt ba con, bên đấy bắt hai con được. Con đấy không đưa khoan được vào. Thôi làm hộ anh em ấy nhé còn. Mẹ 200 bạc thì mình cứ lang thang buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ là 200 rồi. Vừa làm vừa đi nước phép. Vừa làm vừa đi nước phép nhỉ. Mất tôi thời gian thôi. Xuống đưa anh cái khoang này. Thôi em lên em phán cho bắt cho. Anh bắt không quen, anh xuống đây. Đây là chuyên nha. Sẽ con bên tay phải có hai con này à? Bên hai con, bên anh vẫn là con đấy.